Ok, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ test cái con máy bay Su-25 mình tự làm này. Su-25 nhé, mình tự làm. Hôm trước mình có đang liên hệ thì một số bạn bảo là con này không bay được, hoặc là nặng, hoặc là bay hay là bay nổi gì đó, là toàn là nổi trên mặt nước gì đấy. Nên mình sẽ test cho các bạn nha. Sau khi test chiếc này thì hôm sau mình sẽ có clip test và gắn đồ điện của chiếc FA-18. Hôm trước mình có đăng clip lên YouTube các bạn, nên các bạn đón xem video đó nha. Mình sẽ test chiếc máy bay này. Vì hôm trước mình đăng lên hội có một số bạn nói là không bay được, thì nên mình sẽ cố tình mình đăng lên để cho các bạn xem nha. Không thấy ra nữa, năng lượng về đúng không? Ừ. Ok. Có vẻ hơi gió nha. Gió. Cái này nói chung là khá là nhẹ, thành thử là khi mà gặp gió mạnh như thế này thì hơi cho đổ. Nhưng mà ok, bay được. Sẽ làm thêm cả bục vòng nữa, mình tiến hành mình hạ cánh. Ok. Đây mình cũng sẽ test luôn chiếc thủy phi cơ X320. Trong clip video trước mình có làm clip mở hộp nha, nhưng chưa test được. Hôm nay trời nắng đẹp nè, gió cũng tương đối nhẹ, cho nên là mình sẽ đăng lên để cho các bạn xem luôn, cất cánh và hạ cánh luôn nha. Con này bay khá là đầm nha các bạn, bay rất là sướng luôn. Mà các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chất lượng.